hôm nay đang là buổi trưa sáng chủ nhật và mình quên anh nói lộn với các bạn, sáng thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017. Thì cái ngày này là ngày nhà giáo Việt Nam và mình đang ngồi mới vừa ăn trưa xong chung với 1 2 3 4 5 6 bạn, 7 bạn, những bạn doanh nhân trẻ. Các bạn đang trên hành trình trở thành những người chủ doanh nghiệp rất là thành công. Và cái cuộc ăn trưa ở một cái quán ở nằm ở trung tâm quận 3, trao đổi nói chuyện thôi, nhưng mà cái đó là cái sự kết nối về tình cảm. Và bây giờ mình mong muốn cho các bạn gặp từng bạn một, và mình sẽ cho các bạn gặp nhé. Giờ trước mặt mình là bạn Minh. Bạn có thể chào mọi người và bạn Minh có thể giới thiệu sơ về mình được không ạ? Chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ Hoàng Minh. Mình là chủ sáng lập của công ty Minh Sơn, chuyên cung cấp máy photo copy. Hôm nay rất vui, nhân ngày 20 tháng 11, thì có bữa ăn cơm thân mật cùng thầy Nguyễn Thế Duy và các bạn doanh nhân. Các bạn, mọi người muốn liên hệ với bọn mình thì phải làm sao? Các bạn có thể liên hệ qua mình bằng số điện thoại là 0907 091 888. Để làm gì? Để đi uống cà phê à? Khi có nhu cầu là liên hệ là thuê máy photocopy hoặc là cung cấp máy photocopy chất lượng cao. Thì có thể liên hệ mình một số điện thoại, hay là có thể lên là website của là mình là minhsonphotocopy.com, hoặc là Facebook của mình là máy photocopy Minh Sơn. Có cái bạn gái nào đó mà bạn thấy bạn đẹp trai quá, bạn liên hệ thì sao? Thì có thể bằng hình thức là mình liên hệ với nhau bằng qua số điện thoại là sẽ nhanh nhất. Rồi, ok. Cảm ơn bạn Minh rất là nhiều. Và ngồi đối diện với mình đây là một bạn nữ rất là xinh đẹp. Và bạn có thể cho mọi người biết về họ tên của bạn và cái công việc hiện tại của bạn không ạ? Chào các bạn, mình tên là Hứa Phương Hằng. Hiện mình là chủ sáng lập của công ty Sài Gòn Cali, chuyên kinh doanh về các vé tour máy bay, vé lẻ và đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó thì mình cũng là thành viên của ban chủ nhiệm câu lạc bộ Business A Club. Đó là cái câu lạc bộ để dành cho các bạn trẻ đến tham gia, tạo một cái sân chơi trao đổi, giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh, và để hỗ trợ cho các bạn có thể được tự tin và giao tiếp với người nước ngoài và đem cái văn hóa của Việt Nam mình đi khắp thế giới. Rất vui được sự tham gia của các bạn đến với câu lạc bộ cũng như là đến với công ty Sài Gòn Cali của mình. Sao buổi trưa hôm nay và lại bạn ngồi đây bạn đi ăn cơm mà bạn không đi phục vụ khách? Hôm nay thì thật sự ra là mình rất là được vinh dự được ngồi ở đây với thầy Nguyễn Thế Duy, người thầy mà mình tạo cho mình một cái nguồn cảm hứng để mình có thể tự tin để đi ra ngoài kinh doanh. Không biết thì thầy có nhớ hay không, nhưng mà khi mình đến tham gia cái lớp của thầy thì thầy có nói, lúc đó thì mình còn đang ở trong cái vùng an toàn của mình, và thầy có nói là trong máu đã có kinh doanh thì sớm hay muộn gì cũng phải ra kinh doanh, 5-10 năm nữa thì cũng phải ra. Nên là cuối cùng là trong khi mình đến với lớp của thầy và đến thời điểm hiện nay thì khoảng 1.5 năm, và mình quyết định là mình đi ra ngoài để thành lập cho mình một công ty riêng. Cũng cảm ơn thầy nhân cái ngày 20 tháng 11 thì cũng chúc thầy có nhiều sức khỏe và luôn luôn truyền lửa cho cái giới trẻ trong cái việc khởi nghiệp của mình, và dẫn dắt thế hệ của các bạn trẻ sau này có thể đi tiếp bước được cái con đường của mình với những cái ước mơ lớn, vươn xa hơn và bay xa hơn. Những cái chia sẻ của bạn rất là tuyệt vời. Mọi người muốn liên hệ với bạn để book tour thì phải làm sao? Các bạn có thể gọi đến số điện thoại của mình là 0919 755 056, hoặc là số trên website của mình là hanhtrinhtour.com. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có gì thì các bạn cứ liên hệ qua thông tin đó để liên hệ với bạn Hằng. Và bây giờ các bạn sẽ gặp một cái bạn, bạn đến từ đất nước Nhật Bản. Nhìn bạn không, các bạn thấy nó có giống người Việt Nam không? Rồi các bạn sẽ được bật mí ha. Không biết là người Nhật Bản hay người Việt Nam đây. Bạn có thể giới thiệu cho
mọi người biết chút xíu về bạn được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình người Việt 100% nha các bạn. Bây giờ là biết Việt 100% rồi. Thì mình tên đầy đủ là Lê Thanh Duy, hiện tại thì mình đang kinh doanh bên về mảng thực phẩm và về sức khỏe, về khớp, tim mạch, và trong thời gian sắp tới thì đông y hay là sao? Và thực phẩm và sức khỏe nó cũng nó của Nhật, thực phẩm và sức khỏe của Nhật luôn, hàng của Nhật luôn. Tại sao bạn lại kinh doanh hàng của Nhật? À, tại vì cũng xuất phát là từ cái ban đầu là ở gia đình thì bố mẹ cũng thường hay sử dụng để bổ sung chất này chất kia, dùng chất cho khớp hay là những cái chất vitamin hoặc là bổ não chẳng hạn. Thì từ cái thực tế đó thì lúc ban đầu mà mình học chỗ thầy Nguyễn Thái Duy, mình thầy có nói là muốn kinh doanh thì phải chọn một cái sản phẩm nào đó, thì nếu mà không có sản phẩm không có bắt đầu được hết. Thì lúc đó mình mới chọn cái sản phẩm về bảo vệ sức khỏe là cái mà gia đình mình đang sử dụng của Nhật luôn. Và mình cũng đang từng ngày mình, sau đó thì mình có lập nên thương hiệu Bikenco, dịch qua tiếng Việt của mình có nghĩa là sức khỏe của người Việt Nam. Thì mình đang trong giai đoạn đầu, khoảng 4, bắt đầu được khoảng 4 tháng nay thôi, thì mình đang ở trong cái giai đoạn là đi marketing cho cái thương hiệu và cái sản phẩm của mình. Và sắp tới thì mình cũng có dự định là mình sẽ triển khai hệ thống phòng khám chuyên ngành thôi, không phải là đa khoa, chuyên một cái khoa thôi, và mình sẽ mở thành một cái hệ thống chuỗi chuỗi phòng khám ở các cái quận, và tham vọng là mỗi một quận sẽ có một cái phòng khám của mình. Các bạn có liên hệ thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0932682084 để có thể liên hệ với mình. Mình cũng có thể tư vấn một vài cái kiến thức về sức khỏe mà mình có được, hoặc là các bạn có thể lên trang web đẩy lùi viêm khớp .com là cái trang web mà mình đang triển khai về bệnh viêm khớp. Các bạn sẽ có thể tìm hiểu được nhiều cái kiến thức liên quan về khớp, dành có thể là dành cho bố mẹ ông bà của mình. Và song song đó thì mình cũng có làm một cái hoạt động nho nhỏ là mình thường hay đi dịch, thông dịch tiếng Nhật cho các cái công ty hoặc là các cái doanh nhân Nhật Bản qua Việt Nam để cho thị trường. Thì các bạn nào muốn có một cái sự kết nối với các doanh nghiệp Nhật thì cũng có thể liên hệ với mình. Mình sẽ làm cái cầu nối chung cho chính giữa cho các bạn. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là các bạn thích hợp thì các bạn liên hệ với bạn Lê Thanh Duy. Và người kế bạn Lê Thanh Duy là bạn một bạn nghe cái giọng là các bạn biết là bạn ở đâu rồi. Nên là các bạn mình không cần nói đến nó trước. Các bạn phải đón xem cái bạn này là người ở đâu. Bạn có thể cho mọi người biết bạn tên gì và bạn đến từ đâu ạ? Mình tên là Lê Thiên Phú, hiện là giám đốc công ty xây dựng Thiên Phú Việt Nam, chuyên người thiết kế thi công nhà phố. Thì mình quê mình là đến từ Quảng Ngãi. Nên là các bạn nghe tiếng là chỉ biết là tiếng mình ở đâu rồi. Quảng Ngãi chứ. Quảng Ngãi. Bạn cho mọi người biết là hôm trưa hôm nay tại sao không đi xây nhà mà lại hẹn ra quán ăn này ngồi đúng không ạ? Hôm nay mình rất là vui là được ăn bữa cơm cùng với thầy Duy, là người thầy đầu tiên dạy kinh doanh cho mình. Nói chung là người thầy rất là ý nghĩa đối với trong cuộc đời của mình, để mình bước ra một bước trang mới hơn, là mình kinh doanh tốt hơn và mình là thành công hơn đó. Thì hôm nay thì cũng không có gì hơn, ngăn 20/1 thì chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe, có nhiều năng lượng hơn và truyền lửa hơn nhiều cho thế hệ khởi nghiệp sắp tới, tương lai, trong tương lai. Bạn xây nhà là bạn xây nhà bự hay nhà nhỏ? Mình bên mình là chuyên về thiết kế với thi công nhà phố, biệt thự, với lại trang trí nội thất chung cư. Mà khi chủ nhà họ mua xong mà mới mua làm bằng thua, mình vô mình làm nội thất đầu gối luôn. Bây giờ mọi người liên hệ với bạn thì làm sao? Các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại là 0909 734 085, hoặc là tìm hiểu thêm về mình thì vô trong web của mình là lethienphu.com, trong web cá nhân của mình. Cảm ơn bà Phúc rất là nhiều. Chào các bạn. Đây là một bạn, các bạn nghe tên, các bạn nghe giọng thì không biết bạn có đón là đến từ cái tỉnh nào của Việt Nam không. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là bạn tên gì và hiện tại bạn đang làm công việc gì không ạ? Xin chào các bạn, mình tên là Lương Nguyên Kim, mình đang là chủ sáng lập của nhãn hàng KO Baby.
bên công ty của mình chuyên bán sỉ quần áo cho bé sơ sinh đến 5 tuổi. Các bạn có đón bạn này đến từ tỉnh nào chưa? Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là gốc gác bạn đến từ tỉnh nào? Mình đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Trong Quảng Ngãi đặt tên rồi à. Ok, bạn có thể cho mọi người biết là vì sao bạn chọn cái dòng trẻ sơ sinh à? Để bạn đi kinh doanh à? Thực ra thì cái dòng hàng dành cho bé sơ sinh á, thì hiện nay cũng có khá rất là nhiều, nhưng mà mình đã chọn một cái dòng sản phẩm đó là phù hợp với giá tiền của người tiêu dùng và chất lượng và giá cả rất là phù hợp với người tiêu dùng, cho nên mình đã đi cái phân khúc đó. Bạn đã kinh doanh cái lĩnh vực này được bao nhiêu năm ạ? Mình đã kinh doanh lĩnh vực này được 7 năm. Cái hệ thống phân phối rất rộng khắp vậy ạ? Hiện nay thì mình đang bán sỉ, mình chuyên bán sỉ cho các nhà phân phối các tỉnh, ví dụ như là ở Đà Nẵng hay là Hà Nội hay là Thanh Hóa hay Cần Thơ hay là Buôn Mê Thuột, thì có nghĩa là mỗi tỉnh như vậy là mình bán cho một nhà phân phối, và cái nhà phân phối đó tự động sẽ triển khai lại cho sale để mà triển khai hàng ra thị trường ở tỉnh đó. Mọi người muốn liên hệ với bạn thì sao? Bạn có thể lên Google để search cái tên của mình, đó là luongnguyenkim.com, thì tất cả mọi thông tin đều đã thể hiện ở trên đó. Rất sản phẩm và vời. Thông tin cá nhân chỉ vào cái trang web Lương Nguyên Kim là ra hết đúng không? Dạ. Rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn Kim rất là nhiều. Bạn gặp một chàng trai có lẽ là đẹp trai nhất trong nhóm này. Ok, bạn có thể cho mọi người biết là bạn tên gì và hiện tại bạn đang làm công việc gì? Mình xin chào các bạn, mình tên là Bùi Ngọc Lĩnh. Hiện tại là mình giám đốc công ty Giải pháp 01 Solution in One, là mình chuyên làm dịch vụ quản trị mạng. Trước đây thầy thường hỏi là bạn kinh doanh sản phẩm gì sao mà nó phức tạp đó. Nói ra mình cũng chưa có hiểu. Thì để mình có thể diễn giải nó sâu hơn là thay vì bạn thuê một nhân viên IT để chăm sóc cái hệ thống công nghệ thông tin của mình, thì bạn có thể liên hệ với bên Lĩnh, công ty Giải pháp 01. Hiện tại mình đang chạy một cái trang web là dịch vụ quản trị mạng.com, thì các bạn có thể thêm một cái nguồn tìm hiểu thông tin về bên mình. Trưa hôm nay sao bạn không đi quản trị mạng cho khách hàng mà bạn lại ngồi đây? Hôm nay thật sự là mình rất là vinh dự và cũng rất là vui khi được cùng các bạn có một cái buổi cơm thân mật với thầy, gọi là kỷ niệm cái ngày 20 tháng 1, và cũng có lời chúc với đến gửi đến thầy là lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái năng lượng để truyền theo cho cái thế hệ sau. Mọi người muốn liên hệ với bạn để tìm hiểu về quản trị mạng thì làm sao? Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0907 130035, thì mình sử dụng Facebook hay là tất cả các thông tin đều qua cái số điện thoại này, hoặc là có trang web cá nhân của mình buingoclinh.com. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn sẽ gặp một cái cô gái đến từ tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh là các bạn nghe nói có muối Tây Ninh, bánh tráng Tây Ninh, bánh canh Trảng Bàng đúng không? Núi Bà Đen. Bạn có thể cho mọi người biết sơ về bạn ạ? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, hiện là chủ sáng lập của thương hiệu Vinastech, là chuyên về các loại tinh bột, bao gồm là bột sắn, bột mì và các loại tinh bột biến tính, trong đó có cả bột sắn dây nữa. Rất vui được cái sản phẩm của bạn nó dùng làm gì ạ? Bạn có thể nói rõ không? Dạ, cái sản phẩm của em là tinh bột dùng trong thực phẩm như là mì gói, bún miến, tương ớt, tương cà, và hầu hết các loại thực phẩm chế biến quy mô công nghiệp sẽ dùng cái bột này. Ai là khách hàng của bạn ạ? Dạ, khách hàng của em là những cái nhà máy, những cái cơ sở sản xuất về tương ớt, tương cà, các loại bún miến, phở và làm giò chả. Vì sao bạn đi chọn đi kinh doanh lĩnh vực đó? Dạ, vì em yêu về tinh bột và Tây Ninh cũng là một trong những cái vùng mà có cây sắn lớn nhất của cả nước. Cây sắn còn gọi là cây xóa đói giảm nghèo, và các cái nguồn tinh bột này nó làm được làm từ củ sắn. Trưa hôm nay, lý do trưa hôm nay bạn có mặt ở đây?
Dạ, hôm nay em cũng rất là vui, đúng ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh giá trị của những người thầy. Và em rất là vinh dự đến đây ăn bữa trưa cùng với thầy Nguyễn Thái Duy cùng các cái bạn trong cái group của em. Thì em xin gửi lời tri ân tới thầy, kính chúc thầy luôn nhiều sức khỏe và luôn ngày càng mang nhiều giá trị hơn trong lĩnh vực trồng người. Là những người như tụi em rất cần những người thầy như thầy để định hướng cho chúng em phát triển kinh doanh và làm được nhiều việc có ích hơn cho gia đình và cho xã hội. Cảm ơn Hoàng Bích nhiều. Mọi người muốn liên hệ Văn Bích thì phải làm sao ạ? Dạ, để liên hệ với Bích thì mọi người liên hệ qua cái website là ngocbichnguyen.com, là cái trang cá nhân của mình. Còn về cái sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ qua cái trang là tinhbotvietnam.vn, là trên đó có tất cả những cái thông tin về sản phẩm cũng như là các cái cách thức liên hệ với em. Hoặc mọi người cũng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0985 214131, là cái số cá nhân của mình. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi các bạn có cái buổi giao lưu ăn trưa rất là nhẹ nhàng thôi tại một cái quán trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Các bạn thấy cái khung cảnh của quán đẹp không ạ? Và quay ngoài kia nè, có cái cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã theo dõi cái đoạn video này. Và các bạn thấy cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Buổi trưa rất là đẹp, buổi trưa thứ hai. Các bạn cứ nghe cái tiếng nhạc các bạn. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Theo dõi cái đoạn video này. Sẽ gặp các bạn sau. Hôm nay là ngày 20 tháng 1, nhóm chúng em gồm có em là Hiển, người quay phim là Lon, tới Tiết Sương, và tới Hương, và tới Nhi, và tới Thanh, và tới chị Châu là bà xã của thầy, hay là thầy là nhân vật chính. Để gửi lời biết ơn tới thầy, chúng em sẽ cùng cầm mic lên hát bài Người Thầy. Rồi bắt đầu nhạc vô. Người thầy vâng lễ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trên giấy, đêm đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đêm trôi mãi, chiều trên phố bao người đang đưa, dòng sông vẫn bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên cũng đó xưa. Chúc mừng thầy 20 tháng 11.
2017. 2017 là thỏ. Trước tiên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sẽ thêm nhiều nữa. Rồi mình có tham gia một cái chương trình là Linh. Cái chương trình đó nó không phù hợp với các bạn khởi nghiệp, nhưng mà nó rất phù hợp với các bạn làm kinh doanh. Thì mình cũng nghĩ là lúc mà mình tham gia chương trình đó vừa rồi mình có cái nhận được tiêu chí hay lên đó. Mình cũng nghĩ là mình phải chia sẻ cho bạn để các bạn biết cách làm và tại sao mà doanh nghiệp Nhật người ta bài bản, họ ra bài bản cái gì, họ có được một cái quy trình làm việc phải nói là cực kỳ kín kẽ. Lệ phong thành phố náo nức mùa xuân, bao hồ trên lưng mang theo nhân có người chiến sĩ áo vuông bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui nhắm loan rừng đá như các hoa đứng xinh lúc ấy trong áng áng hoa tươi như nụ cười trên đôi. Thầy nhân lăn rừng lá văn sai trèn cần cháy khổ gửi lên ngày hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa chẳng phóng loa những lúc tim xuống đã ta mê nghe lòng rối ra lấy nhân lăn rừng khoe với nhau vì họ đỡ họ dù cho đời lính ô vẫn hẹn ngày trở về cho về bao ước mơ. Về phong thành phố nắng nức mùa xuân, hoa lâu trên lưng đời xưa nhân lang rừng với hoa vẫn vì anh sẽ tặng người anh mất nụ cười. Quên ba ngày xa xôi, chúc anh chúc mọi người trẻ xuân nhé mọi người, xuân vui nồng ấm như hoa kia hướng nở bên nhau là lang rừng, bên nhau là lang rừng. Nhớ lúc chiếc cầu khi dừng trước bên bờ suối vắng, thấy nhánh lá rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô, gửi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn lối qua trái phong lá, những lúc tên sông đã ta nghe lòng suối hát lấy nhân lăng rừng. Quen với nhau thì nào đỡ dù cho đời lính chiến chiến qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày trở về trong hẹn bao ước mơ. Về hôm thành phố nắng nức mùa xuân, hoa lộ trên lưng đêm xưa nhân lan rừng với hòa biên giới anh sẽ tặng người thân anh mất nụ cười quên ta ngày xa xôi chúc cho anh người lính trẻ xuân đêm hồn ý thương xuân vui trong
kia vẫn nở bên nhắn lang chung quanh người lính trẻ sung hết hồi thơ sung vui trong mơ như hoa kia vẫn nở bên nhắn lang chung quanh người xin đến mùa lý thơ xin vui.